Dạ thắng chào cô chú anh chị. Chiều ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 2022 á, thì thắng đang về nhà ba mẹ ở xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre luôn. Quay cho cô chúng ta xem nè, chuẩn bị vô mùa nhãn xuồng vàng. Giống nhãn này cô chú rất là dễ nha, tới mùa là nó tự ra bông rồi, nó tự đậu trái à, khỏi phải kích thích thuốc gì hết, khỏi cần sửa cây luôn. Mà con coi nè, có tại vì nó ra tự nhiên á, thì có những cái nó ra sớm thì này nó trái nó bự bự rồi nè, nó cỡ cục đạn cu ly rồi đó, cô chú thấy chưa, nó cục đạn cu ly nhóc đó, nó rất là dễ luôn, nó ra bông đều nguyên một cái cây đẹp lắm. Này thắng quay ha, đi vô đi con, ba quay YouTube xíu, đi vô đi ba, đây nè ba, đâu đi đâu đâu, thằng đó là thằng Phúc đó cô chú, Tâm Phúc là anh em đó đó. Dạ đó, bà con xem nè, nó ra đều cái cây luôn á, nó rất là dễ. Mà ra mật độ này mà nó đậu đều hết á thì cô chú chúng ta thường thấy nhãn này nó sẽ rụng nhiều, thì kiểu nó rụng sinh lý thôi bà con. Nhiều khi bà con ta nói cái giống gì rụng quá trời. Thắng thường nói cô chú, ví dụ như cây nhãn này đi, nó chịu được khoảng 100 kg, thì trên mình cái cây này nếu mà 150 kg nó sẽ rụng bỏ đi 50 kg đó. Nên nhiều khi bà con ta thấy nó rụng quá nhiều, nhưng mà không phải, đó là rụng sinh lý. Nè có những cái cây nó đậu trước nè, cô chú ta thấy nè. Ủa quên, những cái bông nó đi trước đó. Do này là mình để tự nhiên ha cô chú, không phải như một số giống khác mà chúng ta phải kích thích. Nếu mà mình trồng nhiều với giống này, nó rất là nhẹ công chăm sóc đó. Nhãn xuồng tím nè, xuồng tím thì ra màu rất là đẹp luôn cô chú, màu tím ha, nhưng mà đẹp hơn thì lông tím, nó cũng tự nhiên nó ra bông thôi, nó màu nó hơi ngã tím hơn, tại vì bầu trời chiều rồi mình không có thể khó nhận thấy, cái lá nó cũng mang sắc tố hơi tím nè. À, bà con ta thấy ha, bên đó cũng thấy. À, mùa này cũng tới mùa xài nè, coi cái xài à. Con ta xem quá trời trái luôn, cái cây nhỏ này cũng vậy, lúc dài không có ghép chu bầu nữa thì nó cũng ra bông hết rồi. Nhưng mà bên cây nhỏ này thì bông nó không có dài với lớn như cây kia. Cho bà con ta xem nó rất là dễ. Vườn kế bên của chú Mười cũng đậu ra bông luôn rồi nè. Đứng đây không biết bà con mình thấy hay không. Đó, ra bông hết rồi cô chú. Dễ lắm, giống này nó dễ. Để nhiều khi chúng ta mình biết để mình lựa chọn cái giống phù hợp với cái điều kiện gia đình của mình. Đặc biệt là những cô chú chúng ta mà gọi là mình bước vào tuổi mà lớn lớn rồi đó, mình trồng những cái cây nào mà nó nhẹ chăm sóc. Như nhãn xuồng này thì mình trồng nó rơi khoảng tầm 2 năm là nó đã cho trái đầu tiên rồi, trái chiến rồi cô chú, cũng nhanh. Giá giống thì thấp mà giá trái nó thì bình ổn. Nếu mà mình trồng số lượng nhiều thì cũng ok ha. Đối với những cây nhãn này á, sau này nó lớn, cái tàn nó cũng lớn lắm nha. Mình trồng cách khoảng 8 mét là ok, 6 mét thì nó hơi hẹp. Rồi quay ngắn ngắn chia sẻ cô chú về giống nhãn xuồng thôi. À, nhẹ công chăm sóc, ra bông trái tự nhiên, nó đậu nói chung là năng suất nó cao. À, trái lớn, hạt nhỏ, cơm dày, ăn ngon, ngọt, thơm. Nói chung giống này bà con ta biết nhiều rồi, cũng xuất khẩu đi nước ngoài ha. Rồi cảm ơn cô chú nha. Mình cần những cây giống gì Chợ Lách Bến Tre cứ liên hệ con là Thắng. Số đầu của con, số thứ hai của bạn Vi ha. Thì con thì thường là con quay chia sẻ thực tế cho bà con chúng ta biết về thực trạng các loại giống. Con thì ở đây thì giống, con nói hoài thì hơi kỳ chứ, giống gì con cũng có trơn á. Là bà con anh em là nghe dùng giống nên nó dễ lắm. Con chủ yếu là con quay, con chia sẻ thật với cô chú để mình lựa chọn cho phù hợp với điều kiện của mình. Rồi cảm ơn cô chú nha.